Mến chào quý khán giả đã đến với kênh tin mới của chúng tôi. Kênh của chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị khán giả, từ tối ngày hôm qua đến ngày hôm nay, hạt Daju đã hứng chịu một trận mưa lớn và quá trình thời tiết mưa lớn mạnh nhất đã xảy ra kể từ đầu mùa lũ. Với lượng mưa tối đa là 276,4mm, hơn 5.000 người dân ở 7 thị trấn bao gồm văn phòng quận Tha Chiang, thị trấn Yongsi và thị trấn Siwan trong quận đã bị lũ lụt bao vây và đang ở trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Nhiều tuyến đường bị ngập. Thưa quý vị, con đường dẫn đến thị trấn quận từ cộng đồng Hồng Hưng của văn phòng tiểu khu Tan Siang bị ngập và hàng trăm người không thể ra vào. Hãy nhanh chóng cứu hộ. Lúc 8 giờ 59 phút sáng ngày hôm nay, đội phòng cháy chữa cháy công an quận Daju nhận được lệnh của công an huyện và bắt tay ngay vào phương án ứng cứu khẩn cấp các thảm họa lớn. Đội trưởng Ju Wei và chính ủy Thang Kha Minh đã nhanh chóng huy động 3 xe chữa cháy và 21 cán bộ chiến sĩ mang theo xuồng xung kích, áo phao, dây an toàn đến vùng thiên tai. Tang Senbin, giám đốc văn phòng quận Tan Xiang cho biết do mưa lớn, con đường duy nhất dẫn đến quận lỵ trong cộng đồng Hồng Sinh ở tiểu khu này bị ngập và 480 người dân không thể ra vào phải chờ cứu hộ. Cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy khảo sát và nhận thấy xung quanh đoạn đường ngập có địa hình phức tạp, chỗ nào cũng có cây cối, xuồng xung kích, không thể tiến lên được. Một số khu vực nước ngập sâu đến 3 mét. Có người bị mắc kẹt ở thị trấn Vĩnh Tây, hãy nhanh chóng đến ứng cứu. Đến 9 giờ 50 phút, lực lượng cứu hỏa nhận được lệnh điều động 12 cán bộ chiến sĩ mang theo xuồng xung kích và xuồng cao su đến thị trấn Vĩnh Tây. Nửa giờ sau, các sĩ quan và binh lính cứu hỏa đến phố thị trấn Yongsi. Tôi thấy toàn bộ thị trấn và đường phố ngập trong nước và hầu hết các cửa hàng đều bị ngập. Theo các nhân viên chính quyền địa phương, một cây cầu vòm trong thị trấn đã bị lũ cuốn trôi và một số khu vực như đất nông nghiệp, cơ sở cây giống và diện tích đất nông nghiệp bị ngập sâu trong nước từ 2 đến 3 mét. Dưới sự chỉ huy của Thường trực huyện ủy và chính quyền quận, các cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã điều động các xuồng xung kích vào sâu trong vùng ngập lụt để triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Lúc 11 giờ 50 phút, các sĩ quan và binh sĩ cứu hỏa đã đến sân của Peng ở thị trấn Yongsi giúp 3 người bị mắc kẹt đưa lên chiếc thuyền xung kích và đưa họ đến khu vực an toàn. Hơn 20 phút sau, các sĩ quan và binh sĩ cứu hỏa đến làng Thunje trên một chiếc thuyền xung kích và nhìn thấy 3 người dân đang đứng trên ban công trên tầng 2 của một tòa nhà. Các cán bộ chiến sĩ đã cố định chiếc thuyền xung kích bên cạnh công trình bằng dây thừng, đưa 3 người lên trên thuyền và chuyển họ đến khu vực an toàn. Sau đó, cán bộ chiến sĩ cứu hỏa di chuyển đến thị trấn Sima và thị trấn Siwan để giải cứu hàng chục người mắc kẹt. Sáng qua, do mực nước rút dần nên hầu hết những người mắc kẹt đã thoát ra ngoài. 142.000 người bị ảnh hưởng. Theo thống kê sơ bộ, trong đợt mưa lớn này, dân số bị ảnh hưởng ở quận Daju lên tới 142.000 người, 11 người bị thương do thiên tai, 4 thị trấn bị ngập, hơn 200 cửa hàng bị nhấn chìm. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 95.000 hecta và thiệt hại về nông nghiệp là 89 triệu nhân dân tệ. 570 ngôi nhà bị sập, 5.235 người phải di rời và tái định cư khẩn cấp. Theo ước tính, thảm họa sẽ gây thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 160 triệu nhân dân tệ. Hiện tại, các công tác cứu trợ thiên tai khác nhau ở Daju County đang được thực hiện một cách có nhanh chóng. Sáng ngày hôm qua, tại huyện Jiangxi, tỉnh Hồ Bắc đã có sấm và sét kèm theo mưa lớn, gió giật cấp 6, 7 và lượng mưa cục bộ là 186mm. Đài quan sát khí tượng Trung ương Vũ Hán phát tín hiệu cảnh báo mưa bão đỏ vào sáng sớm cùng ngày. Trận mưa lớn đã khiến một nhà xưởng lớn trong khu công nghiệp đô thị huyện Jiangxi bị ngập. Nhà máy ngừng sản xuất, nhiều tuyến đường chính ở khu vực đô thị bị ngập lụt đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của quần chúng nhân dân ở một mức độ nhất định. Sau khi thảm họa xảy ra, các cơ quan chức năng có liên quan ở huyện Jiangxi đã ngay lập tức phát động ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt và hướng dẫn quần chúng thực hiện các biện pháp tự cứu. Quý vị thân mến, các tỉnh miền Đông Trung Quốc hôm nay đã nâng mức ứng phó với lũ lụt lên mức cao nhất dọc theo sông Tiền Đường giữa lúc mưa lớn đã làm tràn bờ sông, hồ và dự báo còn tiếp diễn trong những ngày tới. Đến 19 giờ ngày hôm nay, mực nước tại hồ chứa Tân An Giang, công trình chống lũ quan trọng ở phía thượng nguồn sông Tiền Đường đã đạt 110,05m, cao hơn mức bình thường. Theo giới chức tỉnh Chiết Giang, mực nước còn tiếp tục tăng và dự kiến lập kỷ lục.
hồ chứa lớn nhất miền Đông Trung Quốc ngày hôm nay đã vận hành đập tràn lần đầu tiên trong hơn 10 năm để hạ thấp đỉnh lũ. Ủy ban Thủy lợi Chiết Giang cho biết mực nước nhiều con sông tại khu vực đồng bằng chính của tỉnh đã vượt mức báo động. Cơ quan khí tượng dự báo mưa lớn sẽ tiếp diễn ở các khu vực phía Bắc và trung tâm tỉnh Chiết Giang trong những ngày tới. Từ đầu tháng, mưa lớn và lũ lụt đã xảy ra trên 26 trên 31 tỉnh thành của Trung Quốc, chủ yếu tập trung ở phía Nam trong lưu vực sông Trường Giang. Ít nhất 151 người đã thiệt mạng và mất tích. Nhiều địa phương đã nâng mức ứng phó với mưa lũ giữa lúc mực nước các sông và hồ tiếp tục tăng cao và cơ quan khí tượng dự báo mưa lớn vẫn tiếp diễn. Mưa lớn cũng đe dọa nhiều công trình thủy điện, bao gồm đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang tại tỉnh Hồ Bắc. Thưa quý vị khán giả, vào lúc 5 giờ 58 phút ngày hôm qua, một trận động đất có cường độ 5,5 độ Richter đã xảy ra tại quận tự trị Kagukan, Tajik, gọi tắt là quận Ta, ở Kaga, Tân Cương, khi trận động đất được cảm nhận rất mạnh. Tính đến 8 giờ 50 phút, theo xác minh sơ bộ, trận động đất đã làm 8 người chết và 23 người bị thương, trong đó có một người bị thương nặng, một số ngôi nhà bị sập. Sau khi trận động đất xảy ra, các cán bộ chiến sĩ của lực lượng chống động đất Takugan có cường độ 5,5 độ Richter đã tiến hành công tác ứng cứu và tự cứu lẫn nhau. Sau trận động đất, Chen Kwangu, bí thư khu ủy khu tự trị Tân Cương, Sekwelatika, chủ tịch khu tự trị Tân Cương, đã ngay lập tức yêu cầu họ dốc toàn lực để tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân bị thương vong và các hộ bị thiệt hại tài sản do dư chấn và thảm họa thứ cấp gây ra. Phó Chủ tịch khu tự trị Tân Cương Gila Isamuddin dẫn đầu các bộ phận liên quan và các chuyên gia thành lập nhóm công tác đến khu vực bị thiên tai để hướng dẫn cứu trợ trận động đất. Những người có liên quan phụ trách tại quận Kaga và Takugan dẫn đầu các cơ quan chức năng về động đất, phòng cháy chữa cháy, dân sự, y tế, giao thông, liên lạc và các bộ phận liên quan khác khẩn trương đến tuyến đầu khu vực động đất để kiểm tra tình hình thiên tai và tổ chức cứu trợ động đất. Phóng viên được biết từ Ban Tuyên giáo huyện Tà, sau trận động đất, huyện Tà đã lập tức thành lập trụ sở khẩn cấp động đất và triển khai phương án ứng phó khẩn cấp, số khác tiến hành cứu hộ, cứu trợ thiên tai. Cục Khí tượng Tân Cương hiện tại, thời tiết khu vực xảy ra trận động đất đang có mưa rào nên sẽ ảnh hưởng nhất định đến công tác cứu hộ. Theo Du Xiying, tránh văn phòng Cục Khí tượng Tân Cương, trước đây Taxian luôn có thời tiết đẹp và điều xảy ra là do mưa trong 2 ngày qua. Khu vực động đất hiện đang có mưa rào và đêm nay trời sẽ chuyển nhiều mây với nhiệt độ từ 3 đến 18 độ C và gió giật cấp 4-5. Thời tiết được dự báo sẽ có nhiều mây hoặc mưa rào trong vài ngày tới. Đầu Xi Jing cho biết, nhiệt độ vào ban đêm tương đối thấp trong những ngày này ảnh hưởng phần nào đến việc cứu hộ. Nhiệt độ tối thiểu khoảng 4 độ C, chú ý đề phòng rét và giữ ấm cơ thể. Trận động đất đã khiến trần của Bệnh viện Nhân dân huyện Tà bị hư hỏng nặng. Theo thống kê, hiện tại 5 địa phương vùng thiên tai có 2.460 hộ bị ảnh hưởng với 12.000 nhân khẩu, 9.200 người đã phải di rời. Nhà bị ảnh hưởng có diện tích là 600.000m², 2.500 phòng, hơn 800 vật nuôi đã bị chết và bị thương. Trong đó, toàn bộ 220 hộ gia đình và 1.520 ngôi nhà dân ở làng Kujigun, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đã bị sập, làm 8 người chết và 23 người bị thương. Wang Fuyu, bí thư quận ủy Takugan, xác nhận với Tân Hoa Xã rằng, theo thống kê sơ bộ, 5 người Tajik và 3 người Hán đã được xác nhận là đã chết và ít nhất 11 người bị thương. Có thể thấy, qua hiện trường ở quận Takugan, nơi có tâm chấn, lãnh đạo quận ủy Takugan và chính quyền quận đang chỉ đạo lực lượng cứu hộ địa phương đẩy nhanh công tác cứu hộ. Một số người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Theo xác định chính thức của mạng lưới địa chấn Trung Quốc, độ sâu trọng tâm của trận động đất là 8 km và tâm chấn nằm ở khoảng 37,58 độ vĩ Bắc và 75,25 độ kinh Đông. Tâm chấn nằm ở phía đông nam của cao nguyên Pamir với độ cao trung bình là 4.347 m trong vòng 5 km tính từ tâm chấn. Dân số trong phạm vi 20 km tính từ tâm chấn là khoảng 580 người và trong vòng 50 km tính từ tâm chấn có 6.200 người. Khi trận động đất xảy ra, động đất được cảm nhận rất mạnh và thành phố Kaga, quận Jinshiya, quận Akto và những nơi khác cách xa tâm chấn gần 200 km cũng được cảm nhận rõ ràng.
cảnh sát biên phòng và sở cứu hỏa đang thực hiện các hoạt động cứu hộ đã tìm thấy những ngôi nhà cũ bị sập ở một số ngôi làng gần tâm trấn hơn. Theo dữ liệu, tổng cộng 234 trận động đất có cường độ 3 độ Richter trở lên đã xảy ra trong vòng 200 km tính từ tâm trấn trong vòng 6 năm qua. Trận động đất lớn nhất là trận động đất 6,7 độ Richter xảy ra tại huyện Ato, Tô Châu, Kijin, Tân Cương. Có 4 ngôi làng trong vòng 5 km từ tâm trấn và hơn 20 km từ quận lỵ. Cơ quan quản lý động đất Trung Quốc phát động ứng phó khẩn cấp với trận động đất mạnh cấp độ 3. Về vấn đề này, Cơ quan quản lý động đất Trung Quốc đã quyết định bắt đầu ứng phó khẩn cấp cấp độ 3 phù hợp với kế hoạch ứng phó khẩn cấp động đất của Cơ quan quản lý động đất Trung Quốc. Các đơn vị liên quan ngay lập tức vào trạng thái ứng phó khẩn cấp cấp 3, làm tốt nhiệm vụ khẩn cấp, tổng hợp thông tin, theo dõi dư chấn, nghiên cứu và phán đoán xu hướng động đất, điều tra, đánh giá thảm họa, ổn định xã hội. Đồng thời, Cục quản lý động đất Trung Quốc sẽ cử một đội ứng phó khẩn cấp đến Tân Cương để hỗ trợ chính quyền địa phương thực hiện công tác cứu trợ động đất. Cơ quan quản lý động đất Tân Cương và các bộ phận liên quan về động đất các cấp đã nhanh chóng điều động nhân sự tiến hành công tác điều tra thảm họa khẩn cấp tại chỗ. Theo tin chính thức từ Cơ quan quản lý động đất Tân Cương, trận động đất với cường độ 5,5 độ Richter tại huyện Takugan, Tân Cương sáng nay, thống kê sơ bộ đã khiến 8 người chết, hơn 20 người bị thương, hơn 180 ngôi nhà bị sập và 789 người bị ảnh hưởng. Lữ đoàn 3 của làng Khui Gông, thị trấn Ta, huyện Ta, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Vừa rồi là thông tin cuối trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.